Bác nhá. Sau đây em sẽ tiến hành test cho bác khách. Đây, em xem lại nào. Bác khách này ở Linh Thuận nhá. Đấy, có đuôi số điện thoại là 9909. Đấy, đã lấy cặp Peeler này bên em nhá, có mã là P770. Đấy thì sau đây em sẽ tiến hành test cho bác cái cặp loa này nhá. Vâng. Vâng nhá. Đấy thì đảm bảo cho nó gọi là test đảm bảo thì đây để em sẽ test từng chút một nhá. Đây. Em sẽ bỏ từng chút ra này. Đấy. Em sẽ ghép vào đấu từng chút một luôn này. Test từng chút một cho bác luôn nhé. Đấy, đây là cái căng của hai chiếc của loa các bác nhé. Đấy. Đây, đây là giải chép này. Đây là giải bát này. Đấy, đang ở thế cân bằng nhá. Volume lên này. Thì em sẽ cho giải bát vào trước này. Tép về không này, tép vào chung về không này. Đây là nguyên tiếng bát nhá. Đây là nguyên tiếng bát anh nhá. Đây là bát lên bình thường nhá. Bát về không này, tép lên này, tép vào chung lên này. Tép lên này, tép lên rất là rõ nhá. Chung này. Đấy. Phải thử như vậy thì nó mới chuẩn được ba nhá. Đấy thì biết là ba con loa nó vẫn còn lên bình thường nhá. Đấy. Bát chung tép lên rất là ok rồi. Tiếp tục em sang trước còn lại nhá. Đấy, phải thử như thế thì nó mới đảm bảo được là cho bác là bát chung tép hoạt động ok. Rồi, đưa về cân bằng này. Em đưa bát vào trước nhá. Xếp về không rồi. Đó, bát lên nhá.
bình thường anh nhá. Tép lên này, bát về không này, tép với chung lên này. Chung trước nha. À tép trước này. Đấy, tép lên ok nhá. Đấy, em đi vai cái này, tép lên rất là ok nhá, tiếng rất là sáng nhá. Ok đây, tua đây một lời nhá. Tép lên rất là phê bác nhá. Tiếp tục vào chung nhá. Ok bác nhá. Đấy thì vừa rồi là em test như thế nó mới cẩn thận được nhá. Thì mình để bác biết là à, đấy con test của anh vẫn lên, con chung của anh vẫn lên, bát anh vẫn sống bình thường nhá. Đấy, cả hai chiếc loa là em test từng chiếc một như vậy nó mới cụ thể được. Đúng không ạ? Đấy, test là phải bàn giao lại 3 lần tiếng này thì nó mới cẩn thận được. Đấy nhá, đấy thì vâng, loa của bác là em test xong rồi, bát chung test lên rất là ok. Đấy, cảm ơn bác đã tin tưởng đặt cái sản phẩm ở bên em. Chúc bác và gia đình là luôn luôn mạnh khỏe và có những phút giây thời gian bên sản phẩm bên em nhá. Vâng, em xin chào các bác và hẹn gặp lại tại video tiếp theo của bên Mumio Audio nhé.